Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Tình yêu mận ngọt tập 4. Lim Đề Hàn, thật sự sẽ tự học buổi tối sao? Kệ cậu ta đi, mình cứ tự học của mình thôi. Đang học à? Ừ, học tới 10 giờ. Tôi biết rồi. Hơi chán đấy. Vậy thì chơi với tôi đi. Chơi gì chứ? Lơ cậu ta cho rồi, kẻo bị lôi kéo nữa. Hử? Rẹt. Tự nhiên xé cái đó làm chi vậy? Gấp như thế nó là báu vật quý giá vậy. Wow, sao lại lấy vỡ người ta để gấp vậy chứ? Không biết, cậu cũng gấp mà. Hả? Không thể học nổi. Không được, đừng đổ lỗi cho người khác. Phải tập trung, tập trung. Xuyên xuyên. Hử? Soạt. Không thể ngồi yên chút nào cả. Tính viết gì nữa đây trời? Hôm nay cùng về nhà đi. Cùng về. Không thích. Tôi về với bạn rồi. Có đâu? Sao cậu biết chứ? Hôm nào cậu chả một mình, ha ha. Rốt cuộc cậu ta thấy lúc nào chứ? Thấy ở đâu chứ? À không, đừng hỏi cậu ta. Càng nhức đầu thêm thôi. Đinh đòn, đinh đòn. Ơ, ra chơi rồi. Ừ à, khi nào mới ra về đây? À, chết tiệt, mệt muốn chết. Này, Kỳ Dinh Hình, xoa bắp vai cho mình đi. Tôi sao? Không thích. Đi mà, tôi cũng học mà. Học gì chứ? Toàn lấy vở của mình rồi viết bậy lên đó. Nếu không thì tôi xoa bắp vai cho cậu nhé. Gì? Được rồi mà. Tôi sẽ bắp vai cho cậu. Thử một lần đi. Gì? À, không thích. À, học, học. À, ức. À, à, làm ơn dừng lại. Đau, đau quá. Thật đấy. Cạch. À, không học nữa. Gì vậy? Có học tí nào đâu. Bịch bịch. Wow, cuối cùng cũng đi rồi. Này, cậu đắc tội gì với Lim Đề Hàn à? Không biết. Sao lại nổi giận với tớ? Tớ đến vì lo cho cậu mà. Để tớ yên là giúp tớ rồi đấy. Thật là buổi tự học kinh hoàng. Lim Đề Hàn không quay về trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tự học. Tất nhiên sự tập trung của mình cũng đã không còn nữa. Khoảng thời gian còn lại của buổi tự học cũng tan biến luôn. Dù vậy, mình đã nghĩ là thật may vì không cần nhìn mặt tên Lim Đề Hàn hôm nay nữa. Không ngờ cậu ta lại đợi mình ở cổng sau. Deja vu hả trời. Giả vờ không biết cho rồi. Bịch bịch. Tuy nói là thích nhưng vẫn không thể tin được. Sao lại đi theo mình vậy? Mùi thuốc lá.
Thì ra ở ngoài này hút thuốc lá. Nếu vậy thì về nhà đi cho rồi. Kỳ Dân Hình, nãy tôi bắp vai cho cậu đau lắm hả? Ừ, lần sau người ta nhờ rồi hẳn làm nhé. Cái đó, cậu thấy phiền khi tôi làm vậy sao? Không biết nữa. Nhưng mà cậu tính đưa tôi về nhà sao? Thật sao? Nếu thấy phiền thì tôi sẽ đưa đến gần nhà thôi. Cậu ta sao lại làm vậy chứ? Ở lại tự học vì mình, học xong thì đưa mình về. Giống như có lẽ cậu ta thật sự làm tất cả những việc đó cho mình. Lim Đê Han, sao cậu lại thích tôi? Gì? Sao lại thích tôi? Việc đó không biết hả? Không biết nữa. Không vì lý do nào sao? Không có lý do nào cả. Cậu chăm sóc tôi như vậy không có lý do nào sao? Chúng ta cũng chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau nữa mà nhỉ? Nhưng sao tự dưng cậu lại thích tôi? Là vào hè năm ngoái. Hè năm ngoái? Năm lớp 10 á hả? Ừ. Lúc đó tôi đã đổ cậu mất rồi.